Nhanh chân lên, còn vài cây nữa là sang biên giới Lào rồi. Bố ơi, con mệt quá. Vào đây nghỉ chân. Một thảm án ở sát biên giới. Gia đình 4 người, một tên sát nhân hàng loạt. Vì số nợ nhiều quá, tôi xin lỗi. Ông đừng nói vậy, chúng ta là một gia đình mà. Hết nước rồi. Để bố ra ngoài lấy nước, mọi người chờ ở đây. Sao bố đi lâu thế nhỉ? Đi tìm thôi. Ông đại ơi. Bố ơi. Ông ơi. Mong rời khỏi đây. Nhanh lên các con. Kiếm con mồi đi. Bọn vượt biên hay đi qua đây lắm. Bắt được giết sạch. Mẹ con sợ lắm. Khẽ thôi con. Để con ra ngoài xem thử, xem bọn nó đã đi chưa. Đừng lại. Anh. Trời ơi con tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lúc nãy con nhìn thấy có người mặc đồ đen. Chắc chắn là nó. Nó là anh với bố. Mình thở về đây thôi mẹ. Trời sắp tối rồi, tối nay mẹ con mình phải trốn ở đây thôi. Con sợ lắm. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Ai đây? Mẹ. Mẹ ơi, con sợ. Mẹ ơi. Tôi tìm thấy cháu ở khu vực sát biên giới. Tâm lý rất hoảng loạn. Cảm ơn anh. Gia đình cháu đâu? Cả nhà cháu bị sát hại bởi tên mặc áo đen. Đồ đen. Cháu thấy mặt của kẻ đó chứ? Sao mẹ cháu ở đây vậy? Rõ ràng nó còn nằm ở đây. Dấu vết kéo lê. Nó! Chính nó! Thực ra không có kẻ áo đen nào cả. Hung thủ chính là cháu. Tất cả đều do cháu tưởng tượng ra. Nghi phạm bị hội chứng rối loạn đa nhân cách. Thật đáng thương. Hai phưởng. Hai phưởng. Mẹ kiếp, lại chạy. Thế tiền rồi thì phán bà mày. Cho tao mượn thêm. Mượn ông già mày. Lừa mà chả còn cua. Vâng, con chuẩn bị về bây giờ. Tuần này được nghỉ lễ 3 ngày. Nhớ đi đứng cẩn thận, ba mẹ chờ. Con biết rồi. Ra ra, qua phòng phụ giúp em kê cái tủ cái. Ừ, được rồi. Sắp tối rồi mà thằng Sơn nó vẫn chưa về. Để tôi gọi điện. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Nó có bao giờ tắt máy đâu. Tôi có linh cảm không lành. Để tôi đi báo công an. Sơn Lâu Quỳ, có vụ mất tích.
Đây là phòng trọ nạn nhân. Cửa không khóa, không có dấu hiệu đột nhập, đồ đạc hành lý còn ở đây. Trước khi mất tích, nạn nhân chưa hề rời khỏi khu trọ. Vâng, xe thường để đây. Xe không thấy đâu. Khả năng động cơ là cướp của. Hung thủ chắc chắn có quen biết với nạn nhân. Qua điều tra, trong khu trọ có tên Trung, một người đam mê đỏ đen. Hắn mắc nợ xã hội đen một số tiền lớn. Bố mày ù! Tất cả đã bị mất! Lên! Gà! Phải! Nó tên Trung, nợ tôi 20 triệu! Không hiểu sao đợt vừa rồi nó trả hết nợ, còn có xe máy đi nữa! Xe gì? Winner màu xanh! Vâng, con trai tôi đi xe Winner màu xanh. Đi! Đã xác định được nghi phạm số 1 của vụ mất tích. Khu trọ nhà tôi trước giờ an ninh rất tốt. Thời gian gần đây có ai vắng không? À có, cậu Trung nghe bảo về quê ít ngày. Tôi muốn kiểm tra phòng đó. Mời anh. Mùi tanh của máu. Đây là hung khí gây án, một vụ giết người cướp của. Dù đã dọn dẹp rất kỹ, nhưng vẫn còn dấu vết của máu. Nếu đúng như anh suy luận, vậy thi thể đâu? Một người trung bình sẽ dùng 6 đến 8 khối nước một tháng. Ở đây là hơn 50 khối nước. Hắn làm gì mà dùng nhiều nước vậy? Thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh để phi tang xác. Đã tìm kiếm các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, không có tung tích. Các đơn vị báo về, hắn cũng không về quê. Một tên đam mê cờ bạc thì có thể đi đâu? Tôi biết hắn đi đâu rồi. Là sao? Đã là đam mê thì chắc chắn không bỏ được. Không chơi offline được thì hắn sẽ chơi online. Hay. Nghe nói à, khu rừng này bị ám. Quay vlog ở đây à, kiểu gì cũng nhiều view. Nhưng làm gì có má. Ông rốt thế, chiêu trò đâu. Xin chào, bọn mình đang ở khu rừng gào thét. Một nơi mà không ai dám đặt chân đến. Cái gì đấy? Ôi, chờ tao. Vừa đăng lên mạng, view tăng chóng mặt luôn. Fan này nổi tiếng rồi. Đi ăn mừng thôi. Đông người xem quá. Mọi người đâu rồi? Tôi đứng đây chờ nãy giờ này. Sao? Do mất phanh, hai xe tự lao vào nhau. Một vụ tai nạn kỳ lạ. Một vụ tai nạn bí ẩn khiến ba người tử vong. Cả hai xe đều bị mất phanh. Không thể trùng hợp như vậy được. Đây là một nhóm chuyên quay vlog, video cuối cùng của họ. Rừng gào thét. Ma ư? Tôi không nghĩ vậy. Xin chào. Anh biết tin ba người bạn của mình rồi chứ? Tôi mới biết tin. Anh vui chứ? Mâu thuẫn do cách chia lợi nhuận từ các hợp đồng quảng cáo khiến anh ôm hận và lên kế hoạch. Rủ cả nhóm đến khu rừng gào thét, dựa vào sở trường công việc, lén phá hệ thống phanh, nhờ một đồng phạm dùng sim của anh gọi cho nạn nhân rồi phát lại đoạn video anh đã tự quay trước đó. Vì đã chuẩn bị tâm lý nên khi xảy ra tai nạn, anh đã chủ động nhảy khỏi xe, chân chắc vẫn chưa khỏi. Tôi mũ
Linh đâu rồi? Thấy các bố đến chưa? Chưa lên mấy thằng được sửa, chúng mày làm cái gì mà âm ý lên đấy? Sao có tiếng đâu mà phải giao cái mồm lên? Hôm nay đến hạn ông lại. À chưa có. Ờ gần à, bà tin tôi đốt cả nhà vào. Bà thích cả lô mày đấy. Bố đang được rồi, nó cảm xúc rồi. Đại ca, quả này khó nhằn quá. Để tao. Dạ gửi chú. Liệu hồn đấy. Đại ca đúng là đỉnh. Chuyện trước ta đi thu họ à, gặp Sế Lập Huy. Hắn là thám tử nổi tiếng lắm. Nổi tiếng mẹ à gì. Trước gặp bị tôi đã lật mồm. Gì? Mày là thằng khốn nào? Đá lật mồm ai? Em đá lật mồm em. Đại ca gì mồm điêu. Giải đá đây. Anh sao vậy? Khu vườn làm tôi nhớ đến một kỳ án. Mới về hả? Nhanh thật, đã gần 3 năm rồi. Về nhà tôi chơi đi. Vào đây. Mẹ, nhận ra ai không? Là thằng Trung phải không? Dạ, con chào bác. Vào nhà ngồi đi. Đi. Bác ạ. Cháu. Con uống nước. Cháu xin. Nóng quá. Chết, bác lấy nhầm nước rồi. Bác xin lỗi. Vườn cà chua xanh tốt quá. Cảm ơn con. Sao lại cảm ơn ạ? À? Vì con sẽ góp phần làm đất thêm màu mỡ. Ăn sáng đi con. Dạo này công việc vẫn ổn chứ? Dạ vâng. Con đi học đây. Anh. Cháu nên chuyển nhà ngay đi. Ăn sáng đi con. Dạo này công việc vẫn ổn chứ? Dạ, dạ vâng ạ. Con đi học đây. Anh. Rõ ràng sự việc này. Thám tử Sê Lô Huy. Chuyện là vậy, xin hãy giúp tôi. Vòng lặp ư? Gia đình cậu đã mất trong một vụ tai nạn. Vòng lặp mà cậu gặp chỉ là quá khứ ám ảnh trong tâm trí cậu về buổi sáng cuối cùng đó. Hãy sống vì tương lai. Bọn chúng là băng đảng mafia lớn nhất hiện nay. Thú vị đấy. Chờ tiếp viện đến đã. Tôi ghét chờ đợi. Tất cả tôi đã bỏ trò rồi mà. Như nào bạn ơi? Hạ súng. Bắn bỏ mẹ nó đi. Từ. Nghe nó sủa đã. Nghe giang hồ đồn, đại ca đây là một quân tử rất giỏi thiện xạ. Thì sao? Làm xét, ai thua thì nằm hò. Bản lĩnh đấy. Tao thích. Thằng này xong rồi. Sắm quan tài cho nó đi. Thằng khốn, đã đếm xong đâu. Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Tất cả đứng im. Đi. Ủa, về ngay, nhà có người. Nãy rõ ràng mồi. Bà làm gì gọi tôi về gấp thế? Tôi gọi đâu, tôi vừa ngủ dậy mà. Thì sủ có gọi thôi. Sao lại thế nhỉ? Hai vợ chồng tử vong do rất nhiều vết chém. Ra tay rất tàn độc. Hung thủ chắc chắn có thù oán với gia đình nạn nhân. Mau xác minh các mối quan hệ để khoanh vùng nghi phạm. Không cần tìm đâu. Hung thủ chính là người vợ. Chính nó kìa.
Sao ông lại muốn khử nó? Tên khốn Sê-lô Huy. Mẹ, mẹ ơi, con. Kể từ đó, tôi lao đầu vào tập luyện với mục tiêu duy nhất là phải trả thù cho mẹ tôi. Và ngày này đã đến. Thằng khốn. Đám trẻ trâu này, nghịch mấy cái này nguy hiểm đấy. Về đi, về viết bản kiểm điểm, cầm lên phường nộp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Hôm nay tao quyết báo thù cho mẹ. Mẹ. Ra là vậy. Mẹ cậu do phạm pháp mà. Come on! Tất cả là tại mày. Lên! Chém nó! Lại đây. Hôn thôi xong rồi. Đi gặp mẹ nào. Hình như tôi thấy nơi đây thật quen thuộc. Ý anh là... Cách đây 1000 năm trước, chúng ta đã từng đi qua đây.